Hướng đến mục tiêu chung của xã Đức Ninh là sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn Đức Hòa đã xây dựng mô hình nói không với bỏ hoang diện tích đất trồng. Trước đây do ảnh hưởng của đô thị hóa, nhiều nông dân trên địa bàn không còn mặn mà với nghề nông. Bằng sự tuyên truyền vận động đi đôi với tinh thần gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên, nhân dân trong thôn đã tích cực mở rộng diện tích trồng rau sạch cung cấp cho thị trường, tránh bỏ hoang đất canh tác. Tổ hợp tác rau an toàn với quy mô 2,7 ha được thành lập đã thu hút sự tham gia của 34 hộ thành viên sản xuất và cung ứng rau quanh năm cho thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với sự đổi mới của quê hương đất nước. Trong công tác chân vận khéo là vận động nhân dân làm phải diện tích đất trồng, đồng thời rằng là cũng đưa những cái giống mới về cái gieo trồng để đảm bảo được cái một là thu được diện tích cao hơn, rồi đưa lại sản phẩm cao hơn để tạo điều kiện cho dân có cuộc sống ổn định. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của xã Đức Ninh là lấy từng hộ gia đình làm chủ thể, xây dựng nông thôn mới bắt đầu từ từng hộ, chủ trọng phát triển kinh tế hộ gia đình. Mỗi cán bộ đảng viên gương mẫu học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, nói đi đôi với làm để tạo sự lan tỏa trong nhân dân. Đến nay, đời sống nhân dân trên địa bàn từng bước được nâng cao, cả lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế phát triển toàn diện, kết cấu hạ tầng được đầu tư hoàn thiện. Tháng 3 vừa qua, Đức Ninh là một trong hai địa phương đầu tiên của thành phố Đồng Hới được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao. Đảng bộ cũng đã chỉ đạo được xây dựng được 47 mô hình, trong đó có 9 mô hình tiêu biểu, đặc biệt là có nhiều mô hình làm ăn kinh tế, phát triển kinh tế giỏi và đường làng ngõ xóm được xây dựng khang trang, có nhiều mô hình của mặt trận, của các hội đoàn thể cũng được lan tỏa nhiều trong cái xây dựng nông thôn mới. Còn đối với Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Đồng Hới, việc học và làm theo Bác thể hiện rõ ở tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, thực hiện kịp thời có hiệu quả trên cả lĩnh vực được phân công của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động. Bản thân tôi luôn quán triệt sâu sắc việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đặc biệt là áp dụng vào việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, luôn tận tụy, hết lòng và trách nhiệm với công việc, đưa ra những cái sáng kiến phù hợp. Chúng tôi cũng luôn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh trên địa bàn các bãi tắm biển, vận động các hộ kinh doanh trong công tác đầu tư cơ sở vật chất cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ. Mỹ quan đô thị thành phố ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, tạo ấn tượng đối với du khách. Những kết quả đó có sự đóng góp của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Đồng Hới. Gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là cả nhiệm vụ trọng tâm, đơn vị đã kịp thời tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố đầu tư cả công trình phục vụ cả hoạt động công cộng, phát triển du lịch, chỉnh trang đô thị. Bước vào mùa cao điểm du lịch, đơn vị tổ chức duy tu sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kinh doanh dịch vụ tại cả bãi tắm biển, kêu gọi đầu tư xã hội hóa dịch vụ du lịch ở cả bãi biển. Đồng thời tập trung đầu tư trang trí quảng trường biển Bảo Ninh, các điểm nhấn ở bãi biển Nhật Lệ để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách, góp phần quảng bá du lịch của thành phố Đồng Hới. Quán triệt các đối với các đảng viên phải luôn luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu để thực hiện các cái nhiệm vụ và chủ động tham mưu để thực hiện các cái nhiệm vụ từ chi bộ chỉ đạo xuống cơ sở thực hiện đối với cái hoạt động công tác chuyên môn nhằm góp phần vào cái phát triển về cơ sở hạ tầng cũng như là phục vụ tốt các cái hoạt động, đa dạng hóa các cái hình thức tuyên truyền thông qua các cái chuyên trang, chuyên mục, việc nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình, các cách làm hay có hiệu quả sáng tạo ở tại các cái địa phương, đơn vị trong cái thời gian vừa qua, hướng dẫn cho các cái cơ quan đơn vị ra soát và bổ sung các cái chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng địa phương, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời sẽ tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cái đảng bộ, các cái chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện có hiệu quả
chuyên đề trọng tâm năm 2024 của Đảng bộ tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sau 3 năm triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố Đồng Hới đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cả cấp cả ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân, đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cơ quan đơn vị và từng cán bộ đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trên địa bàn.